Nếu bạn đang đau đầu không biết nên mua gì, tặng gì cho người thân, bạn bè trong những dịp trọng đại thì tặng hoa luôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng, tặng hoa gì, mua ở đâu cũng là câu hỏi khó không kém. Ngày hôm nay, hãy cùng Let's Go ghé thăm một địa chỉ có thể giải quyết một cách nhanh chóng vấn đề đó của bạn nhé! Tại shop Hoa Lan Tím có đầy đủ các loại hoa, kể cả hoa nội và hoa ngoại, được tạo kiểu với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, phong cách chủ đạo của cửa hàng đó chính là những lẵng hoa nghệ thuật, sang trọng, tinh tế. Đặc biệt, cửa hàng rất chú trọng đến dòng lan hồ điệp. Các chậu lan hồ điệp tại đây đều được lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, tư thế, dáng cũng như màu sắc, giúp khách hàng có thể yên tâm đem biếu tặng trong những dịp trọng đại. Đối với dòng lan hồ điệp thì bên mình luôn tạo ra những điểm nhấn bằng thiết kế riêng và trang trí, làm cho những giỏ hoa lan của bên mình rất là khác biệt so với thị trường. Và bên mình trang trí bằng những phụ kiện điệu làm nổi bật lên những cây lan, làm cho những giỏ hoa lan của bên mình rất là sang trọng và tinh tế. Bên cạnh những dòng hoa lan thì shop mình luôn luôn tìm tòi và thiết kế ra những mẫu giỏ hoa rất là điệu đà và khác biệt so với các shop khác. Vẻ đẹp tinh tế của những cây lan hồ điệp và vẻ đẹp kiêu sa của các lẵng hoa nghệ thuật đã thuyết phục được rất nhiều khách hàng, ngay cả những người khó tính nhất. Do tính chất công việc của mình cũng rất hay phải đi lựa chọn hoa để tặng cho khách hàng và đối tác. Và mình đi cũng rất là nhiều nơi, qua rất là nhiều cửa hàng rồi. Nhưng mình thấy là hoa ở đây rất là tinh tế, rất là đẹp. Và có những cái loại hoa hồ điệp rất là đẹp và mình rất là ưng ý. Những lẵng hoa đẹp tinh tế này đã đủ bạn thêm địa chỉ của cửa hàng vào danh sách mua quà tặng của mình chưa? Hy vọng rằng ngày hôm nay Let's Go đã giới thiệu cho các bạn một điểm đến hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.